Bạn vừa xây xong một ngôi nhà và đang muốn làm tiểu cảnh sân vườn, hoặc bạn vừa mua xong một căn biệt thự trong khu đô thị cao cấp nhưng rất là lăn tăn giữa chọn sân không gian, nhưng mà rất là băn khoăn không biết là chọn phong cách hiện đại cho không gian sân vườn hồ cá koi của mình hay là phong cách làm theo kiểu tân cổ. Vâng, hôm nay thì Vigento muốn giới thiệu các bạn một mẫu tiểu cảnh sân vườn với không gian hồ cá koi theo phong cách hiện đại rất nổi bật tại khu đô thị Gamuda các bạn nhé. Một khu đô thị cao cấp để mọi người có thể tham khảo. Và người đồng hành với tôi ngày hôm nay vẫn là anh Thế. Vâng, xin chào anh Thế. Thì anh Thế thì là tổ trưởng chỉ đạo toàn bộ về phần thi công công trình ở đây. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết để các bạn có thể tham khảo về cái mẫu hồ cá koi này. Thì rất là nhiều người nghĩ rằng là làm hồ cá koi thì chúng ta phải làm theo kiểu là sử dụng các cái đá lũa chẳng hạn. Dạ vâng. Hoặc đá cổ thạch đúng không? Dạ vâng. Đấy, thì đấy gọi là phong cách gì hả anh Thế? Gọi là phong cách truyền thống anh. Phong cách truyền thống kết hợp đá cây đúng không? Nhưng mà đấy là hợp phù hợp với khuôn viên sân vườn gọi là rộng chút. Vâng. Thì mình làm nó mang tính chất tự nhiên nhiều hơn. Rồi. Còn hôm nay thì chúng tôi sẽ đào sâu vào cái phong cách hiện đại thì cũng được rất là nhiều các cái gia chủ, đặc biệt là những cái khu đô thị cao cấp với những cái mẫu biệt thự theo kiểu hiện đại đang được rất là ưa chuộng trong thời gian gần đây mọi người nhé. Đấy, thì khi mà chúng ta bước vào cái không gian của căn biệt thự song lập trong khu đô thị Gamuda như này thì mọi người có thể thấy là gì ạ? Vẫn rất là thoáng, chúng ta có một cái khoảng để xe và sân rất là rộng. Còn phía bên hồ koi và tiểu cảnh sân vườn thì được lưng cốt lên. Ở đây thì lưng cốt khoảng tầm hơn chục phân, 15 phân đây. Đấy, 15 phân. Và mọi người có thể thấy là được tách bạch bởi cái hệ thống hàng sỏi này. Đó. Và sử dụng hẳn cái màu đá là màu vàng nhẹ, nó tách bạch hẳn so với cái màu ghi của không gian sân vườn ra. Đó, và khiến cho cái không gian tiểu cảnh sân vườn hồ cá koi đây rất là nổi bật luôn, đúng không ạ? Đấy, và cái điểm hay nữa là tiếp cận ngay với không gian phòng khách thì chúng ta hoàn toàn có thể mở cửa không gian phòng khách ra và chúng ta có thể ngắm được những chú cá koi ở đây, đúng không ạ? Và cái việc tách bạch ra như thế này thì cũng rất là dễ vệ sinh, sạch sẽ và nổi bật cho không gian hồ koi. Chúng ta có thể làm cái bàn trà nhỏ nhỏ giống như gia chủ đang làm ở đây để có thể nhâm nhi uống tách trà và ngắm những chú cá koi Nhật vào những cái buổi chiều hoặc là những cái ngày nghỉ thư giãn, đúng không anh? Thế. Dạ thì anh Thế có thể chia sẻ về cái kích thước của cái hồ này để cho mọi người cùng tham khảo và cái ý tưởng và hoặc là cái mong muốn cái chủ đầu tư khi mà gọi chúng ta về đây không? Dạ vâng. Ban đầu là anh chủ nhà cũng là chơi kiểu hồ truyền thống có đá cổ thạch đấy ạ. À, tức là trước đây đã làm rồi. Nào rồi. Đấy thì chúng tôi gặp rất là nhiều gia chủ là đã làm theo phong cách truyền thống hoặc là trước đây đã làm một hai lần hồ rồi. Dạ vâng. Đó là gọi chúng tôi về để cải tạo. Rồi anh có thể chia sẻ tiếp cái câu chuyện của chủ nhà. Vâng, câu chuyện chủ nhà đó, trước đầu tiên anh đấy làm đá thác cổ thạch. Tức là sát cái hồ, tường kia, sát cái tường kia, kia với cái thác chính kia. Rồi. Sau đá bo xung quanh đây. Rồi. Và hồ nó cũng chỉ bằng nửa cái hồ cá hiện tại này thôi ạ. Rồi. Và bể nọc vẫn ở khu kia. Thì anh ấy chơi cá, anh ấy dân gọi đam mê môn cá. Tức là đã nên, chơi lâu rồi. Chơi lâu rồi. Nên cảm giác nó chưa thủ thoải mái anh. Vâng. Anh nên em khi gặp chủ nhà tư vấn là chủ anh chủ nhà sẽ mở rộng nhất có thể để anh có không gian chơi nhiều. Thỏa đam mê hơn. Vậy. Thì em cho bằng cốt với mép cửa đây. Vậy. Là phần hồ cá. Thì mọi người có thể để ý là với một cái không gian nhà rất là rộng như thế này và có những cái chú koi Nhật rất là đẹp và to như thế này mà chúng ta để một cái không gian bể rất là bé ở góc thì thực sự nó không xứng tầm. Dạ với vậy. Cái kiểu thiết kế mà như này mọi người giống như kiểu thiết kế tràn viền ấy, đúng không ạ? Đúng. Đấy, và mọi người có thể thấy là ở đây thì được bo toàn bộ các cái góc cong ở bốn góc của khiến hồ. Như chúng ta cảm tưởng cái phong cách này giống như một cái gì ạ, một cái màn hình của một cái chiếc điện thoại đúng không? iPhone đúng không? Đấy, nó rất là sang trọng và hiện đại mọi người nhé. Và mở rộng như thế này thì với gì ạ, toát ra được cái gì ạ? Sự nổi bật của những chú cá koi Nhật rất là to ở đây. Dạ vâng. Trước kia anh cũng đã chơi bằng này con rồi đúng không? Không, chơi ít hơn anh. Chơi ít hơn tại đúng diện tích à. Diện tích nó nhỏ hơn anh chơi ít hơn. Rồi, rồi. Nhưng mà lúc đấy đọc nọc cũng không đảm bảo được. Vâng. Thế thì cái anh vấn đề của gia chủ gặp phải khi mà làm cái bể hồi trước ngoài cái yếu tố mà nó chưa thỏa ra, còn có yếu tố gì mà gia chủ thấy cần phải cải tạo không? Vẫn là liên quan đến hệ thống nọc anh ạ. Hệ thống nọc. Tại diện tích nọc trước là đằng kia thì nó nhỏ so với diện tích hồ. Tức là ngày xưa là chỉ có một cái hệ thống lọc ở bến khe ấy thôi. Khe kia thôi. Rồi, vâng. Tôi hiểu. Sau giờ mở rộng ra thêm thì em làm nọc cũng to hơn. Rồi. Nọc giờ cũng hơn nửa hồ cá đấy. Rồi, rồi. Tôi hiểu. Ở đây em là 4,5 nhân đây 3,8 hồ chiều cá sâu. Đây. Còn chiều sâu em vẫn là thông thủy 1m3 cơ. 1m3, rồi.
thì em đào sâu để bê tông nót và bê tông đánh, rồi sau bê tông đắp ống nữa. Rồi. Do nền đất ở đây không phải đất nền thổ, đất hồ ngày xưa, nên em làm bể ở đây, bể đúc hết. Đúc hết. Cấu ở đây bể đúc hết, rồi. Xung quanh đây bể đúc hết. Đúc hết bằng bê tông? Đúc hết bằng bê tông, rồi. Thì nó sẽ đảm bảo hơn. Mình đan hai lớp sắt luôn cho ta chạm. Đúng rồi, đáy là hai lớp sắt, còn rồi. Thành cũng là hai lớp sắt đây. Rồi. Thành đáy là bê tông đáy 20 phân rồi. Hết. Thế còn kích thước của cái khu vực bể lọc này? Bể lọc như đây là em là 2 × 4.5 ở đây. Đây là một phần. Đúng ạ. Và nọc cũ ở đây nữa cơ anh. Rồi. Là 3 × 1.5 ở đây nữa. Tức là mình đầu nối với cái hệ thống lọc cũ luôn. Để tận dụng luôn để tăng cái phần lọc. Cái phần lọc lên cho nó đảm bảo. Và khi mà mình thi công thì anh thấy là có cái câu chuyện gì đáng nhớ ở đây không? Có cái kỷ niệm gì không? Có anh, nhiều kỷ niệm ấy. Vâng. Tại vì trước đây là nọc đây anh ấy trước là cũng làm bể đúc rồi nên quá trình phá rỡ cái thành bể cũ nó cũng hơi vất vả này. Bà. Cũng có đường ống đây, sau lúc nào cũng có đường ống thợ đạn thả đây. Và đây một đường ống xả ra ngoài to nữa. Lúc em làm phá để cái này thì bà. May. Tức là lôm la bao giờ mà cải tạo đúng không? Cải tạo nó đã vất khó hơn, nó vất hơn so với việc là làm mới. Nên lời khuyên là gì ạ? Mọi người đã xác định chơi về hồ cá koi, tiểu cảnh sân vườn thì chúng ta lên đồng bộ ngay từ lúc đầu chúng ta làm nhà. Đã có thiết kế và đội thợ thi công chuyên nghiệp đi kèm luôn mọi người nhé. Về bố cục ý tưởng thì mọi người có thể thấy là rất là nhiều người có thể là tham, đó là chúng ta vừa muốn cây nhiều, chúng ta lại vừa muốn là bể cá to. Nhưng mà đối với phong cách hiện nay, đặc biệt đối với phong cách hiện đại này, thì chúng ta nhớ là chúng ta phải chọn theo kiểu là chủ điểm chính chúng ta muốn nhấn mạnh ở cái khu vực tiểu cảnh sân vườn hồ cá koi là gì. Giả sử như ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh vào cái khu vực hồ koi và đặc biệt là những chú cá koi của chúng ta đúng không? Đúng vậy. Thì chúng ta làm đơn giản toàn bộ các cái chi tiết liên quan đến hồ đi. Và cái phần gì ạ? Cây chỉ là cái điểm nhấn thôi. Còn đâu tập trung chính của người chơi hoặc là khi mà khách đến đây chơi đó là quan sát và ngắm những cái chú cá này đúng không? Vậy. Vì vậy làm sao cái mặt hồ nó phải rộng nhất. Và thứ hai nữa là các cái chi tiết xung quanh nó bớt rườm rà đi. Thì đấy là nó nổi bật lên cái phong cách hiện đại. Thì ở đây thì toàn bộ cái hàng cây bên này thì chúng tôi chỉ bố trí những cái cây gọi là rất là nhẹ nhàng thôi. Nhiệt đới nhẹ nhàng. Đó, và có nhấn thêm là những cái ô ở cái phần tường này mọi người có thể thấy là ốp đá này và tạo thành những cái hõm như thế này. Chúng ta sử dụng những cái đèn mắt trâu rất là nhẹ nhàng để tối là chúng ta cũng có thể ngắm được. Đặc biệt là hệ thống đèn LED chạy phần dưới mặt hồ hoặc là trên những cái phần gờ như thế. Thì mọi người có thể thấy là gì ạ? Làm sao nổi bật hết vào những cái chú cá đúng không ạ? Đó. Và anh Thế có thể chia sẻ là cái ý tưởng ở phía đằng trước thì mình đang thiết kế hệ thống thác như thế nào cho gia chủ? Đúng dạ cái phong cách hiện đại như này và nó khác gì so với phong cách truyền thống trong kiểu thác ạ? Dạ vâng. Đang nói sâu về phần thác. Phần thác thì đây phong cách hiện đại thì thường em chỉ làm máng tràn. Máng tràn một lớp máng tràn dài nhất có thể. Dạ. Thì nó tĩnh và nó nhìn không gian. Thường cái thác này em làm tối thiểu là nửa so với cái chiều dài của hồ đây. Dạ. Kiểu máng tràn như cái hồ truyền thống kiên là có đá thì nó róc rách một phần. Rồi. Đấy, tức là thông thường đối với phong cách truyền thống thì chúng ta hay tập trung những thác ở dạng nó cao. Cao. Đúng không ạ? Dạng núi. Đúng không ạ? Nhưng mà đây thì chúng ta thấp nhẹ nhàng hơn. Thấp nhẹ nhàng để làm sao mà chảy nó tĩnh thôi. Dạ. Và mọi người để thấy là chia thành gì ạ? Chúng ta sẽ chia thành 3 cấp chính đúng không? Đấy. Đó. Đấy, và rất là nhẹ nhàng như thế này thôi để tập trung vào cá quài là chính. Đó. Thứ hai nữa là bố trí kiểu hiện đại như thế này mọi người thấy là cái công về vệ sinh xung quanh bể thì nó rất là nhẹ. Đúng rồi. Đúng không? Cái này thì lau chùi cũng dễ, đúng không? Và cây cối cũng không quá lung tùm, nó không mất nhiều phần chăm sóc cho phần cây cối. Cây chơi hệ lá nhiều hơn và ít hệ thế. Thì rất là tuyệt vời mọi người nhá. Rồi, anh Thế có thể chia sẻ về cái hệ thống lọc ở đây thì mình bố trí bao nhiêu hút đáy, hút mặt và hệ thống thổi. Dạ vâng. Thì cũng tương tự em có 3 đường ống hút đáy. 3 đường ống hút đáy em ở đây hồ to nên 3 đường ống hút đáy ống 110. Mình bố trí theo kiểu chạy đây cũng chạy dọc để theo này. Rồi em đánh náng dốc về cái hút đáy đấy. Rồi. 3 đường ống 110 đúng không? Dạ vâng. Rồi. Và 2 đường hút mặt ở hai bên chéo. Rồi. Cùng với đường thổi luồng đây ạ. Rồi ok. 4 đường thổi luồng. 4 thổi luồng và thổi luồng này sẽ là 4 đường tập trung vào cái việc là để hút ở đây đúng không? Vâng. Hút rồi. Mặt, hút okay. Váng phân và lá cây ở trên bề mặt. Thế cái hệ thống mà hút mặt như này tôi thấy nó thu rác nó khác cái loại khác ấy. Anh có thể chia sẻ về cái phần này không? Nó cũng có một tác dụng là hút phân cặn bẩn đấy thôi. Còn cái này thì nó sẽ chắn được phần cám nhiều hơn. Khi cho ăn đêm bắn cám, mấy liệu... bắn cám ra thì cám cá nó ăn đây. Rồi. Thì nó sẽ chắn cám trên ngoài. Nó không vào trong bể lọc nhiều hơn. Như cái kia thì nó dễ rất là dễ đúng không? Dạ đi vào.
Thứ hai nữa là cái lá ví dụ to nó có liệu chảy vào đây được không? Nếu mà làm như thế này. Tại đây là ít lá. Ít lá khu vực khuôn xung quanh này là em ít lá thì rơi cái này được. Rồi rồi rồi. Chứ còn nhiều lá là phải trừ cái kia. Nhiều lá này cái kia. Rồi, tôi hiểu. Còn cái này em tại có máy bên cám đây cho tự động nhiều. Ở đây chia sẻ thêm mọi người, nhiều người cũng chưa biết đây là cái hộp gì nhá. Nhiều anh em lại tưởng đây là cái hộp rác thì chết. Đây là gì ạ? Máy cho cá. Máy cho cá ăn tự động. Tự động đúng không ạ? Thế thì anh có thể chia sẻ là cái này thì nó cái lợi ích gì không? Nhàn hơn thôi anh. Tức là dành cho những người không có thời gian. Dạ vâng. Thì nó sẽ hẹn giờ là cho ăn mỗi ngày ăn bao nhiêu nữa bao nhiêu cám đấy. Rồi. Ở đây thì chúng ta đấu nối với cái hệ thống đường điện thôi. Dạ vâng. Anh có thể mở cái lắp này ra cho mọi người tham khảo được không? Thì chia sẻ mọi người ấy thì có rất là nhiều gia chủ có 2-3 cái nhà cơ. Nhưng mà thông thường là gì ạ? Không có thời gian để cho cá ăn hoặc là đúng rồi. Chúng ta thi thoảng mới về thôi. Cuối tuần mới về. Đúng không? Thì chúng ta nên sử dụng hệ thống này. Còn nếu mà chúng ta có người trông coi thì chúng ta không cần thiết nhá. Đó. Thì hệ thống này thì mình chỉ cần đổ vào là thông thường nó được bao nhiêu lâu? Thì mình phải đổ. Cũng như cái này là của em là 5 cân. 5 cân thì cứ cho... Đã có giúp việc cho rồi, ở nhà để vào giúp việc khoảng 2-3 ngày cho ăn một lần. Rồi. Đổ cám vào một lần. Rồi ok. Đấy, thì cũng rất là tiện. Thì nó có timer và bộ ở trong này thì mình cài đấy. Cái này có đắt không anh? Cái này khoảng 6 triệu, 6-7 triệu. Để đầu tư được cái là chúng ta đỡ thuê người cho cá ăn. Vậy. Đúng không? Với những người, gia đình mà chúng ta đầu tư những cái khu vực hồ cá rất đẹp rồi nhưng mà thi thoảng chúng ta mới về thôi. Dạ. Thì cái phần bể lọc này anh có thể chia sẻ về cái công năng của từng khoang bể lọc để mọi người nắm được. Dạ. Và cái cách mà anh đấu nối với cái bể cũ như thế nào? Thì bể lọc đấy em cũng chia, đây là cũng là hệ lọc truyền thống. Đấy. Thực ra có lọc tùy vào ưu nhược điểm, tùy vào nhu cầu của chủ đầu tư, làm lọc truyền thống hay lọc tách phân tự động đấy. Nhưng anh chủ nhà sau một thời gian chơi, anh cũng chơi RAM rồi thì anh thích kiểu lọc truyền thống hơn, kiểu nhàn anh ấy hơn. Đấy. Thì anh ấy cứ mở rộng diện tích lọc to nhất có thể thì chơi nó thoải mái. Đúng rồi. Thì đây là truyền thống thì phải rộng nhất có đúng thể. Lọc truyền thống diện tích rộng nhất có thể. Như đây là em là các đường hút đáy và hút mặt đều ngăn này đầu tiên hết. Rồi. Và đây ngăn cả từ đây đến đây luôn là chỉ mỗi ngăn đấy thôi để phân nắng giữ hết ở đây. Rồi. Không có vật liệu nào khác. Đầu tiên toàn bộ là đi vào cái ngăn thô này đã đúng không? Dạ vâng. Rồi. Sau đó lần lượt qua các ngăn chổi. Chổi lọc. Chổi lọc. Rồi đây đèn UV ạ. Rồi. Và đây là Z-mát hết bên cái kia. Rồi. Z-mát ba cái vẫn là Z-mát đấy. Vâng, đúng vậy. À Z-mát và canet và sứ. À canet sứ. Rồi. Đấy thì mọi người có thể xem lại một số cái hình ảnh mà trong cái quá trình chúng tôi thi công. Thì cái công trình này thì cũng mới bàn giao cho gia chủ thôi. Dạ vâng. Chắc được khoảng hơn tháng đúng không? Hơn tháng ấy. Đó. Sau bão Yagi. Đấy. Vào cái thời điểm có kỷ niệm là vừa ấy xong thả cá thì bão Yagi tới nên lúc ấy anh em rất lo là đàn cá này gặp mưa bão nhiều. Nó sẽ yếu cá. Nhưng may quá là không sao ấy. Mọi người có thể thấy là toàn bộ cá này là được nhập khẩu từ Nhật về. Đây con giá trị nhất thì khoảng bao nhiêu tiền này? Anh ấy bảo 4.000 đấy. 4.000 đô. Vậy. Đấy. Thế thì chúng ta đã có đam mê về chơi cá rồi. Đặc biệt cá Nhật mà rất là đắt tiền, giá trị như này thì thực sự phải có một cái hồ nó xứng tầm đúng không? Đúng rồi. Và đối với những cái căn biệt thự theo kiểu hiện đại như này thì tôi nghĩ mọi người nên chuyển sang cái phong cách hiện đại nhá. Và chúng tôi thì cũng lên ý tưởng thiết kế ngay từ ban đầu cũng như giải đáp toàn bộ các cái vấn đề về thắc mắc kỹ thuật. Và chúng tôi cũng có triển khai những cái bản vẽ về kỹ thuật chi tiết để cho chủ nhà hiểu được trước kia chủ nhà tự làm đang gặp vấn đề gì và bây giờ chúng tôi làm thì ra sao. Thì lời khuyên của tôi là gì ạ? Mọi người lên đồng bộ một đơn vị giống như Vigento của chúng tôi, từ thiết kế đến đội thợ thi công chuyên nghiệp, và đặc biệt là sau này chúng tôi còn bảo hành bảo trì cho mọi người đúng không? Dạ vậy. Đấy. Thế thì có cái câu hỏi là cá thì đắt tiền rồi, bể thì đẹp rồi, đúng không anh? Nhưng mà bây giờ làm sao mà để duy trì được cái đẹp này nó lâu dài? Thì là một cái câu hỏi rất là nhiều người băn khoăn. Tại vì nhiều người nghĩ rằng là bây giờ mình đầu tư ra một đống tiền như này rồi, nhưng mà đến lúc mà nó chăm sóc không kỹ là thực sự là rất là phí phạm, đúng không? Đấy, thì làm sao để chú cá, những cái chú cá coi nó rất đắt tiền này, sống khỏe mạnh? Thì anh thế lại chia sẻ, tiếp cho mọi người. Cũng đầu tiên là vẫn phải lọc chuẩn đã, dự định lọc chuẩn đảm bảo phần liệu lọc và cách sắp xếp luồng ok. Tức là làm đúng ngay từ đầu. Đúng ngay từ đầu, đúng lọc. Chứ không ấy là chúng ta mà nhìn bề ngoài có đẹp nhưng mà cái lọc nó không chuẩn thì cũng vứt đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Và tiếp theo là trong quá trình đấy thì thường xuyên đánh vi sinh và thuốc định kỳ nếu được. Như nuôi cá này thì em cũng có tư vấn anh ấy, và trong anh
trong quá trình thi công bảo dưỡng chăm sóc đấy thì anh em mình thì cũng có gói chăm sóc bảo dưỡng đánh thuốc định kỳ hàng tháng cho chủ nhà, đánh thuốc vi sinh, đánh thuốc của vi sinh. Bây giờ anh mang cái chai thuốc ở cho mọi người cùng biết thuốc vi sinh nó như nào, tại vì rất nhiều người không để ý cái phần này đâu anh. Dạ vậy. Vâng, trên tay tôi đây là lọ bột vi sinh mọi người nhá. Còn thuốc thì có rất là nhiều loại thuốc. Thế thì anh Thế để chia sẻ là thế thì khi nào thì dùng vi sinh và khi nào dùng thuốc và dùng những loại thuốc gì và thời gian nào. Dạ vậy. Anh có thể nói kỹ hơn để mọi người có thể chăm sóc được những chú cá coi như này. Thường vi sinh là em định kỳ khoảng tầm 15 đến 20 ngày trong một tháng. Và khi nào có mưa ấy, mưa nhiều thì em sẽ tư vấn là chủ nhà xả bớt nước ra khoảng tầm 10%, 10-15% nước. Rồi sau đó cho vi sinh và muối. Đây là phòng trường đặc biệt. Dạ. Khi mưa gió. Dạ. Hoặc khi thay đổi thời tiết thì em sẽ có thuốc chống sốc riêng. Ví dụ như hôm qua nắng và hôm nay trời nét, rét lạnh đột ngột này. Dạ. Thì ngại phần cá sốc thì em sẽ cho thuốc để đánh riêng. Ừ. Trong quá trình chăm sóc bảo dưỡng. Dạ. Trong một năm mà em đi cùng với chủ nhà. Ừ. Thì sẽ có như vậy. Và dạ. Thuốc thì thường hay là có thuốc trị khuẩn thì cứ hàng tháng. Ừ. Cứ 30 ngày đánh hồ trị khuẩn một lần. Khuẩn, giận, mỹ lại vi sinh thì nhiều hơn, đều hơn, cứ 15 ngày một lần được. À, đấy à. Đấy, thì chúng tôi sẽ gì ạ? Làm sao mà đi đồng hành cùng với gì ạ? Cùng với chủ nhà. Vâng. Thì thông thường chủ nhà sẽ không có thời gian. Thì ngoài cái việc mà có một số lần mà miễn phí thì chúng tôi sẽ có cái gói đó là gì ạ? Bảo dưỡng định kỳ. Bảo dưỡng định kỳ đi kèm. Để chủ động đến, ví dụ như các bạn thấy có những hiện tượng gì thì gọi điện cho chúng tôi, nhưng mà nhiều khi lúc đấy nó đã quá muộn rồi. Thì dạ, chúng tôi sẽ chủ động đến, ví dụ đánh vi sinh này, rồi đánh thuốc này đó, và chăm sóc chú cá cho mọi người đó. Tại vì cái phần mà chúng ta đầu tư rất nhiều tiền này rồi, nhưng mà cái phần mà chúng ta không định kỳ thì nó rất là rất vất vả. À. Như đây tiền cá là hơn tiền hồ đấy. Tiền hồ có 400-500 thôi, nhưng tiền cá thì nhiều hơn. Thì anh Thế có thể chia sẻ là ví dụ như cái vi sinh này thì cũng rất là nhiều loại vi sinh. Đúng rồi. Thì làm sao để chúng ta chọn được cái loại vi sinh tốt? Cũng tùy mục đích mà sử dụng. Như em là hiện tại là em đang dùng vi sinh bột dành cho riêng cho thủy sản. À. Thì liều lượng nó đậm đặc hơn. Rồi. Nó đánh nhanh, hòa tan vào trong nước và nhanh có vi sinh hơn. Mỗi lần như này thì chúng ta cho bao nhiêu cái phần? Cũng tùy hồ ấy. Như hồ này em ước lượng là cứ một nắp này. Rồi. Đấy, định kỳ. Rồi, ok. Đấy, thì chúng tôi sẽ làm những cái chủ đề chuyên sâu hơn nữa về cái việc mà chăm sóc chú cá coi như thế nào rồi như nào, tại vì thực ra thời lượng để chia sẻ đấy thì nó không thể đủ được đó. Thì xin mời mọi người ngắm tổng thể lại toàn bộ cái khu vực hồ coi phong cách hiện đại một lần nữa nhé. Và nếu mà mọi người mà cần chúng tôi tư vấn về thiết kế hoặc là thi công hồ cá coi chuyên nghiệp thì có thể liên hệ chúng tôi sẽ tại bên dưới. Thì chúng tôi rất là tự hào khi mà có 6 trụ sở trên toàn quốc và có đội ngũ thiết kế thi công chuyên nghiệp. Xin chào lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào ạ. Vizento là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và thi công sân vườn khắp 63 tỉnh thành. Khi đến với Vizento, khách hàng sẽ được sở hữu không gian xanh đẹp và độc đáo với mức giá thành tốt nhất và tiến độ thi công diễn ra nhanh chóng dễ dàng. Vizento sẽ giúp cho bạn sở hữu không gian sống trong lành và an nhiên. Màu xanh của cỏ cây hoa lá đến nhiều hơn nữa với cuộc sống con người. Dịch vụ luôn đi kèm với sự hài lòng của khách hàng. Vizento dẫn đầu xu thế.